Mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Hôm nay thì mình có bảo dưỡng một con xe Leaf 125 đời 2019. Con này đời 2019 anh em nhé. Mình cũng xem năm sản xuất rồi. Đây anh em này, 2019 này. Đây. Đấy. Thì con xe này anh em bảo dưỡng thì những cái phần kia thì tháo thì nó cũng không có gì là khó khăn, nhưng mà riêng cái phần đầu này anh em tháo ra thì nó so với những cái xe khác thì là nó hơi khó hơn một chút. Bởi vì tại sao mình nói như vậy? Bởi vì tất cả các dây này, đặc biệt là cái dây phanh trước này nó rất căng. Đấy, thì để anh em mà tháo rút được cái đầu này ra. Đây này, rút được cái đầu này ra bảo dưỡng. Cái con xe này thì mình cũng vừa rồi mình rút đầu ra mình bảo dưỡng rồi. Thì anh em phải tháo cái dây này ra. Đây anh em này. Đấy, nếu mà anh em để nguyên cái dây phanh này. Đấy, dây phanh sau này. Đấy, thì anh em rút ra nhá thì nó cực kỳ căng luôn. Nó căng anh em rút rất là khó khăn nhé. Đấy, nó rút rất là khó. Cho nên là anh em nên gì? Tháo cái tay phanh bên trái này ra. Đấy, và anh em tháo cái dây này ra. Đấy, thì nó sẽ có cái độ trùng. Anh em rút đầu lên nó rất là dễ. Đấy, chứ còn nếu anh em để mà anh em không rút ra cái dây phanh ra nhé. Anh em tháo ra cực khó luôn. Đấy, mình thử rồi. Đây, mình đã rút cái dây phanh ra. Mình nhấc đầu lên cho anh em thấy một lần nữa này. Đây này. Đấy, anh em rút ra rất dễ. Đây này, đấy. Như thế này thì anh em rút nó đơn giản luôn. Cực dễ luôn. Và anh em tháo cổ phốt ra, anh em bắn ra và anh em bảo dưỡng rất dễ nhá. Đấy, xong đó anh em cho vào. Đấy, còn nếu anh em mà không tháo cái dây phanh ra thì chắc chắn là anh em lôi ra nó rất khó khăn và nó căng dây lắm. Mình đã thử rồi. Đấy, thì anh em cứ tháo cái dây ra cho mình. Cái chia sẻ của mình thì nó cũng ngắn gọn thế thôi. Đấy, hai là anh em khi anh em chưa cái đồ nghề mà nó còn thiếu đấy thì mình chia sẻ với anh em dùng cái đây mình còn một cái nữa mình chia sẻ cho anh em để anh em nắm được cái đồ ở trên cái con ở trong cái bộ phụ kiện ở trên cái con xe SH nhá, SH Mo ấy. Đấy. Thì đây này anh em này, đây mình còn một cái nữa, đây nó chính là cái này anh em, một là anh em xin của khách hàng được hoặc là xe của người nhà anh em xin lấy dạng được nhá. Thì cái này thực chất thì khách hàng chả làm cái gì đâu, nhiều người còn chả biết là cái gì, mà thực chất đầu tiên mình cũng không biết là nó làm cái gì đâu. Thế sau mình hỏi thì có anh em trên hãng anh em bảo là cái này nó để mở cái tăng cái giảm sóc sau lên đấy nhé. Thế anh em một là với những cái xe mà anh em không thể cho thẳng tắp vào đây được nhé. Đây đấy, thì anh em có thể duỗi thẳng nó ra. Đây anh em duỗi thẳng ra như thế này cho mình. Đây, mình cũng đã duỗi ra một cái rồi. Đây, anh em duỗi thẳng cái này cho mình nhé. Đấy, và anh em sọc thẳng vào đây để anh em hãm cái bát phốt này. Đây, mình làm rất là dễ dàng nhé. Đây, anh em hãm cái này vào đây cho mình nhé. Để anh em vặn thì rất là dễ nhé. Đấy, đấy là với cái xe mà nó thoáng ở cái chỗ khu này thì anh em có thể là anh em cho thẳng vào được để anh em hãm, để anh em vặn bên trên nhé. Đấy, với cái thẳng. Còn với những cái xe mà nó cái chỗ đấy nó không thoáng thì anh em không cần duỗi thẳng ra, và anh em gõ làm sao để cho cái đây này làm thành một cái móc, anh em để từ trên xuống dưới nhá. Đấy, anh em giữ từ trên xuống dưới, anh em giữ lại nhá. Đấy, thì mình cũng đã giữ nhiều xe rồi, làm rất ok nhá. Mình cũng đã chia sẻ một video rồi, anh em giữ từ trên xuống dưới. Đấy, còn những cái xe thoáng thì anh em duỗi thẳng ra và anh em làm như mình vừa rồi nhá. Đấy, thì làm rất ok. Đấy, với những anh em chưa có đồ nghề nhá, chưa mua được nhé, bởi vì điều kiện thì mỗi một anh em thì có một cái điều kiện kinh tế khác nhau, đúng không ạ? Anh em dư giả thì là cái tài chính khỏe thì anh em sắm đồ nghề thì nó tuyệt vời rồi, cái đấy thì mình không nói làm gì, đúng không ạ? Nhưng với anh em là nhiều khi anh em ở thôn quê đấy, cái lượng xe nó cũng chả nhiều đấy, kinh tế còn khó khăn, thì anh em có thể tận dụng được những cái thiết bị sẵn có ở trên xe để mình có thể chế ra những cái đồ để mình làm cái phương tiện của mình trong quá trình mình sửa chữa thì nó cũng dễ hơn, đúng không ạ? Đấy, còn cái này thì thực chất thì nó ở cái xe. Mình đã hỏi một anh trên hãng rồi thì anh ấy cũng tư vấn, nhưng mà mình cũng không dám khẳng định 100%, nhưng mình đã thử rồi. Cái này thì nó là khoác vào cái giảm sóc sau này anh em này. Đây, trước đây mình không để ý đâu. Đấy. Thì trên giảm sóc sau của những cái con xe SH hoặc con xe SH Mo đấy, anh em biết là cái chỗ tăng này nó có cái ngàm, thì anh bảo là ấn vào đây để tăng lên tăng xuống để cho nó nhẹ nhá. Đấy, mình ví dụ như thế để anh em biết là cái này nó ở đâu. Đấy nhá. Thì mình chia sẻ có gì sai thì anh em thông cảm. Đấy, thì mình chỉ hỏi lại thế thôi. Đấy, thì nhưng mình chỉ biết được là mình lợi dụng được cái này để mình giữ cái cổ phốt của mình rất là hay đấy nhá. Đấy,
thì hôm nay là mình cũng tiện bảo dưỡng con xe lít 125. Thì mình cũng chia sẻ với anh em cái cách mà làm sao những anh em chưa tháo, anh em nắm được là tháo cái đầu ra, rút nó ra làm sao để cho nó dễ. Anh em nên tháo cái dây phanh, đúng không ạ? Tháo cái dây phanh ra, anh em tháo ra, anh em rút nó nhẹ nhàng như không nhé. Đấy. Tất nhiên anh em phải tháo hết cái cụm đèn này ra rồi, đúng không ạ? Đấy, nó hơi khó hơn những con xe trước. Đấy, nếu anh em để thì anh em rút ra cái đầu nó căng lắm nhé. Đấy. Hai là cái đồ mà để hãm cái cổ phốt. Thì đấy, với những anh em mình nói rồi, những anh em tài chính khỏe thì nó chả nói làm gì. Anh em sắm đồ nghề nó quá tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà với anh em mà chưa có điều kiện, đúng không ạ? Mà lợi dụng những cái thiết bị sẵn có trên xe thì mình có thể là gì? Mình dùng cái đồ để tăng cái giảm sóc sau đấy mình làm. Đấy. Một là mình cho từ trên xuống, mà hai là mình đánh thẳng từ ngang vào. Đấy, theo hai cái phương pháp mình chế hai cái nhá. Kiểu gì mình cũng làm được. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ ngắn gọn thế thôi để những anh em chưa biết nắm được nhá. Đấy, thì cuối video thì anh em nào cần sách thì cứ anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đấy, rồi các máy đọc lỗi Motocan anh em cứ liên lạc với mình nhé, mình sẽ gửi tới tất cả anh em nhé, cũng như sơ đồ mạch điện. Còn đây là số điện thoại của mình, vẫn là cái số điện thoại duy nhất anh em có nhu cầu về, một là máy đọc lỗi này, hai là sách này, ba là các bộ dây rắc để test các cảm biến CKB này, cũng như là các ECM này, cũng như là van ECV này, ISC này. Đấy, rồi là các bộ phụ kiện IFO3 nhé. Thì chị hụt ga đầu đấy, tối ưu nhất thì bây giờ vẫn là chị hụt ga đầu bằng cái phương pháp lắp thêm cái bộ phụ kiện IFO3 của công ty DT ô tô. Đấy là cái phương pháp để chị hụt ga đầu, lỗi do ECM xử lý thông tin chậm. Thì anh em lắp cái bộ đấy thì nó là tuyệt vời rồi, bởi vì nó gì, vừa chị được hụt ga đầu nhưng mà nó lại không ăn xăng. Đấy là một cái giải pháp tối ưu nhất mà trên thị trường hiện nay chưa có một cái giải pháp nào tối ưu hơn, đúng không ạ? Thì mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.